vẫn còn cuồn cuộn cháy, cái máy nóng quá, 116 độ. Nó nói thôi bà ơi, bà đĩa ơi, bà giỏi đĩa ơi, tôi rồi bây giờ mà nó nóng quá là tôi luôn là que càng tôi rụng hết ráo rồi. Như mấy anh tôm mình ở đây nó có cái mối nhập cái nhà thờ gì của tụi do Thái giáo hay rồi Ấn Độ giáo gì đó đó. Khúc này là nó giữa đường phê quê, nó bên cái đường là đường gheo nha mấy bạn. Ôi cha, cái điêu lờ, chỗ cái điêu lờ không ra Akura đó, quá chừng khói thì nó ba về cái hướng đông, mình sau lưng mình là hướng tây, mình đương hướng về cái chỗ Pomona. Chỗ này là giữa Diamond 3, bên tay phải đó là Diamond 3, bên tay trái là thuộc ở đây là cũng là hay sao là hay mấy bạn ơi. Đó là cái khu chợ chính chính chỗ đó đó, chứ dụ như ai mà đi San Jose xuống thì cũng ghé ngang chỗ đó đó. Chùi chà, cái lửa này nè, cái lửa này nó đang thùi lùi luôn, hãy thấy lửa. Ôi trời, ôi cháy dữ, nó cháy này, cháy con hàng gì nó lên, cháy tới cái ấy rồi á. Chà, toàn là phố tàu không. Ồ quá chừng luôn, em chạy lại lẹ lên chừng nó nổ cái nó văng miễn đúng mình á, nó vẫn nó mới bắt đầu cháy, chưa thấy chữ lửa hụ lên đó bạn, khó chừng rồi. Đây, following hôm sau bán có ba đồ tới giờ đâu cất nhà gì đó, nó là mà cái trát của nay là chết tôi tuần rồi. Bây giờ nó thay vì nó tự giận của smoke shop đó là cái woman luxury clothing đó, nhưng mà nó đốt cái con hàng này sao á chả biết. Thứ hai tuần sau mình đi rồi đó, sau giờ mình rời khỏi cái đám khói này, anh Ly ra thì anh muốn thuốc mình gửi mỗi ngày giờ khói này nữa, anh chạy chậm chậm anh ngó nữa là nó khỏi này. Sáng nay mình có nói chuyện với cái anh Cameron, cái anh quản đốc công trường ở đường Rian á, mình nói đó, bởi vì đó khi cái mặt cái rác á, cái người chết là ngân hàng nó chết, bởi vì sao mà tiền lời tiền này nọ đủ thứ chuyện hết đó, như mình chứ nè, nó ra cô phải bán cái hết tóc của cô thử cái tiền mặt á, thì mình nói giờ mình bán tóc đó thì mình đã lời rồi, giờ mình bán rồi mình để nó rồi mình ngứa tay ngứa chân mình mua cái khác vô nó đó rồi mình đợi nó xuống lúc nào đó. Em nói chứ trời ơi, ông thần mà qua trên bút vé thế này mà ông còn không có timing được, ông chỉ đón trước thôi, ông bán lúc 270 mấy đồng, tụi nó nói rồi dữ lắm đó, nhưng mà nó lên tới 237 đồng, ông cũng không hề tiếc, rồi ông đã có đủ tiền mặt rồi, ông chờ nó xuống. Nhưng mà xuống làm sao mà ông xuống nhiều ngay cái lúc mà ông mua vô, ông Apple vô đó, mình mua cái số mình mua vô đó là nó 90 đồng, còn ông mua là 117 đồng, ông mua sau mình nó 20 lễ đó. Nhưng mà rồi đó khi mà mình đã lời tới ví dụ như 1000%, bạn có ví dụ như giờ bạn có 100 đồng, 1000% tức là bạn có 10.000 gì. Đó, anh kêu mình bán đi rồi đó, anh bán hết của ảnh rồi, nó hèn chi không đầy rồi stock nó xuống. Nhưng mà đó giờ đó rõ đó, ông đi ông đưa cái pass này cho đúng cho Akami đi, trả tiền tôi rồi tôi lấy tiền đó tôi đi mua vào cũng được. Lúc đó là cái mặt cắt nó sẽ lên đó. Đó, sau khi ông Trump ổng lên đó, thì tức là trước khi ông Trump ổng mà được đắc cử với bạn là tụi nó rót vốn luôn, tức là anh Meta, anh mà mặt rút kinh vực đó là anh phải nhất định 1212 là dân chủ phải thắng và Kamala Harris phải thắng. Tôi không cần ổng thắng, tôi không có cần làm tổng thống, nhưng mà đó tôi sẽ ủng hộ cho những người đảng dân chủ đắc cử tổng thống, là ông Trump ổng lên đó là chết tôi làm sao đó. Ông Trump muốn hâm vợ hai cha, một già một trẻ. Ổng cỡ cha tụi cha anh kia mà vậy, mấy ông nó ngộ lắm. Thế mà mấy ông quánh qua quánh lợi, hay kiếm quánh qua quánh lợi mà mình đứng giữa là mình đâm hết hai lỗ kiếm á. Thôi mà da mình mềm lắm, dị ứng dữ lắm, cho nên thôi với mình nói anh Cameron chứ thôi thì anh bán của anh được rồi, chứ giờ anh muốn bán luôn của tôi thì sao được đó. Nào mà anh lên có biểu bán mình cũng có bán, làm sao mà mình timing nó được. Mình nó đầu tư giống như chị Lan á, mình đầu tư vô cái long thơm chứ không phải là cái sọt thơm hoặc cái option bán chạy rồi này kia. Thôi chạy chi chạy rồi đó, với cái quần lũng đích rồi cũng chạy thôi, thì nó lũng đích thì cứ để đây rồi nó cũng sẽ lên, nó xuống rồi nó cũng sẽ lên thôi. Hỏi coi nó hỏi mình, anh hỏi mình chứ. Nhưng mà trước khi cô mua đó, cái đó là làm gì nó chứ, Apple đó, nếu mà không có cái iPhone thì nó chạy là nothing yeah. Thì mình mới nói chứ thằng Tesla đó mà nó không có SpaceX nó cũng nô thường, mà nó phóng lên phóng cái thiền lên với bạn đó mà nó cũng rớt hoài chứ gì, mà rồi nó cũng lên đó. Tại vì người ta mua theo cái momentum, theo mà cái chiều hướng mà nó này nọ rồi cái tiếng đồn này kia. Trời ơi, mình nói thiệt chứ mấy bạn mà nhìn thấy mình ngoài đời rồi thôi trời đất ơi,
nó cũng còn tệ hơn vô gia cư. Vô gia cư còn đẹp hơn mình, còn sạch sẽ hơn mình nó, còn mình đi là nhiều khi tay chân còn dính cỏ dính bùn rồi này kia, đầu tóc bạc phơ, nó cũng không có thèm nhuộm nữa. Nhuộm chi cho mất công mua tiền mà nó bệnh đó mấy bạn, nó mua mình phải bỏ tiền ra mua thuốc nhuộm nữa đó. Nhưng mà mình già hay trẻ là các bạn cũng biết rồi, mình cũng nói thiệt rồi. Chứ mình giờ đó, chứ muốn đẹp, ai muốn đẹp thì đi sửa sắc đẹp thì cũng được vậy. Nhưng mà thôi, cha mẹ lỡ đã ra vậy xấu đẹp gì đó thì người đối diện, thì anh ơi thôi, anh có chê thì thôi, mình cũng chịu, mình ăn phận nhà đó. Mình đi bắt tôm về, mình nấu mì gói, mình ăn mấy bạn, mình bắt tôm hùm đất á. Thay vì có người ta nhà giàu, bác sĩ, dược sĩ, luật sĩ, tất cả sĩ, và chỉ có vô sĩ thì nó không có tiền đâu mà nó đi giờ Costco nó mua mấy cái Alaska King Crab rồi này nọ, hoặc là lobster, mấy cái đuôi lobster ăn heo. Mình thì mình hai đứa tụi mình thuộc chuyện nghèo á đó. Nghèo á là cái tình cảm nó rất là nghèo nàn, chỉ có hai đứa mình thương nhau và chỉ chịu khó kêu mà đó ở bên nhau. Thì có gì ăn đó, anh cho mình ăn cái gì ăn cái đó, mình cũng thấy ngon. Mà lúc này là mình cũng khỏe, mình ăn mình thấy ăn được, mà anh nấu cái gì mình cũng thấy ngon hết trơn nè. Mấy bạn biểu mấy bạn nói là bữa nào nấu ăn đi chị. Bởi vì chị không có biết nấu ăn, mấy em ơi, mấy em nấu món gì chị nhìn thấy chị dòm kén chị học. Học rồi chứ không bắt đầu làm cũng có nhiều món anh làm, cũng có nhiều món chị làm, nhưng mà bánh xèo là anh làm mà, chứ chị không có làm. Chị làm chị đổ luôn thành cái bánh xèo, nó thành cái bánh khọt. Ăn vô nó khọt kẹt ha, miễn là nó có miếng nước dừa nó béo béo, mình chan nước mắm vô là mình ăn thấy nó ngon làm sao đó. Có nhiều cái bánh nó rất là đơn giản, giống như hôm bữa đó mình có xem một em làm cái món chung mà bắp nhão. Thì cái bắp nhão đó là mình kêu cái mình gọi là cái tiếng hàng ngày đó, mình gọi mình nói bình thường như vậy đó, nhưng mà tao nói một cách lịch sự, tao nói cháu bắp á. Bắp mà bắp ngọt, bắp đó đó hồi xưa đó mẹ mình hay nấu cái đó cho ba mình ăn, tại ba mình ăn cho trường rồi đó. Còn tụi mình á ăn á thì mình rất là thích cái món đó nha. Mà đi về Việt Nam hai lần mà đều đi mua món đó, lúc đó là bên Mỹ, bên Cali là nó chưa hề có món đó. Rồi cái bà chị dâu thứ năm mình á đi về Việt Nam, nó phải về quê mình đó nha, thì nó có mấy cái bắp nó chà đó, mấy bạn bắp trắng đó, mà nó chà nó tróc cái vỏ đó ra đó, thì cái bắp nó mới mềm, nấu cái cháo bắp nó mới ngon. Chính xác là em nói rất là trúng là cháo bắp đó, nhưng mà mình kêu đó là xôi bắp là xôi bắp ngọt. Còn nó có một loại xôi bắp kia, tức là cái hột già đó, bằng ngâm mà cũng, bên Việt Nam mình làm cũng ngâm vô ngâm gì để cho nó tróc luôn cái vỏ đó. Bên Mỹ tụi nó thông minh hơn mấy bạn, nó nấu á, nó luộc xong rồi nó thảy vô trong nước là nó mấy cái vỏ là tách ra hết trơn à. Cho nên á là mình á hay làm cái cà đó, hồi đó anh làm đó, anh làm mà mình đâu có nghĩ tới vụ mà bỏ cái nước đá, tức là cái nước đá mình ngâm cái nước đá lạnh vậy, nó vừa nóng cái mình thảy vô liền, mình thấy tróc luôn, mình luộc vỏ dễ lắm đó. Để lấy đó anh làm cái tuần phát đó, cái đó là cái sáng kiến của anh Lê, anh làm cái rồi anh phơi cà nữa, anh sấy cà đó rồi anh làm vậy đó. Con bé Mai ngủ cháu mình nó mê quá, nó trời chú bạch chú giỏi thiệt á, chú xiên quá trời, sao cô không để cô ăn cho nó, tại vì mình làm để mình săn sẻ mà, nó vui. Có cái chỗ đó là nó cho mình mấy cái thùng mà để mà mình trồng, mình đựng nước với lại mình trồng cây mấy cái thóc á, mấy cái hồ sen của mình á, là của hai đứa nó cho mình. Có cái nó chở về nó cho, có cái hồi xưa là mình tới hạn nó đó, rồi mình nó rửa sạch sẽ rồi nó cho mình đem về. Đó, cái đó là cái mình cần để mình lấy nó bơm cái sức nước mà gravity mà nó đẩy cái rem phong á, nó đẩy nước mình lên trên nhà mình á, thì mình chứa những cái thùng đó, bắt đầu đó mình kéo những sợi dây đen mình lúc trước rồi họ cho mình á, thì mình đem mình để theo từng hàng vậy đó đó, rồi bắt đầu là drip feed, tức là cho nó chảy chậm từ từ đó. Thì nó cũng có cái vòi trung ương để mình điều khiển bằng tay trước cái đã rồi được rồi đó, thì là mình sẽ làm cái kiểu tự động, và cứ nước cứ nhiễu tổng vậy thì đâu có cát được, đâu đất đâu có đi đâu. Nó cũng với lại có cái mên trường này nọ, nó chỉ cũng ở local ở vùng đó thôi mấy bạn đó. Đó là những cái đó mà tụi mình vui ở chỗ là từ những cái từng cái miếng đất không có cái gì mà mình làm trở lại thì cho nó có, để mà nó có cái giá trị ở chỗ những cái cây trồng, những cái tâm huyết mà mấy bạn bỏ vô trong đó rất là vui mấy bạn, chứ không có cực khổ gì đâu. Để đất là đất cát cho nên mình có cần cuốc, không có cần liềm hết nè đó. Cái búa mình cũng mua cái búa nhỏ, ảnh đi mua cái búa tạ nói thiệt, mình dở lên hai tay đó, mình mới dở lên làm cái khuỵt rớt xuống đất liền. Nói như là mình nói giỡn, nhưng thực hiện nặng quá anh cầm không nổi. Đó thì anh làm đó là anh làm cái thảy đó, rồi anh nói
Chú, anh muốn tìm cái cây búa đà đó, búa mà dài đó, mình có mua đó, là hai cái cây mới nha, hai cái cây bự dài đó, là nó là cũng 4 feet, 3 feet, 4 feet gì đó, còn khoảng chín tấc thứ hai vậy đó, để mà dỡ lên cái sức nó mới mạnh. Bằng còn mấy cái cây tay ngắn thì mình phải dùng cái sức của cái tay mình đó. Đấy, thì mình có quay phim rồi mình thấy nó, em thấy chỗ ngay cái góc đó anh Lợi là ngay chằng anh nói bởi vậy là anh nhờ mình có chỗ đó, đó cái gì đó mình có nhớ dai lắm mình thấy đó, nhưng mà do nó ở đâu thì mình có thể dựng lên được, chứ mà mình kéo cái vô trong gara nó nặng quá, đi lên dốc xuống đất mình đi không nổi đó. Ngày nay là bắt đầu là mình xông lăn qua cái vùng đất ở bên cạnh cái hàng thanh long trước nhà đó, cái đồi đó là mình bắt trồng trồng sức của lên chứ mình trồng thêm đó. Rồi chạy kia em đó, nói thiệt với anh đó, là ông xã tôi nãy giờ là cái lỗ tai ông lắng nghe cái tôi nói chứ không có phải mà anh lắng nghe cái tiếng xe của anh rồi hú rú rú hụ hụ đâu nghe anh ơi. Đó là anh thấy là anh phải tránh anh đó, chứ còn anh không có biết tránh anh đâu. Đó giờ hiện tới vùng này đó, bên tay trái mình đó là nó thuộc Pomona, bên tay phải mình đó là nó thuộc Diamond Ba nha mấy bạn. Cái nhà trên đồi đó đẹp ha, cái lúc mà mùa xuân đó là chân đôi dưới chân nền chân nhà đó là nó nở những bông tím đẹp lắm mấy bạn đó. Mình đi mình để ý chỗ này chỗ kia vậy đó, mình nói nó chỗ nào rồi mấy đứa cháu mình đó mà nó muốn có biết muốn đi chơi này nọ thì nó coi trong mấy cái YouTube của mình đó. Thì mẹ của Bảo, chị của Bảo nói thì ba Bảo nó chở đi, nó biết đường đi thì mình lúc đầu mình đi mình dẫn đường đi, vậy là mục đích là để cho mấy đứa cháu nó biết chỗ nó đi, chứ lần người để mất công nó phải gọi điện thoại mình đó, mình ít có khi trả lời điện thoại lắm mấy bạn. Mấy cái ngày mà khách không gọi là nó chỉ trách mình thôi, chứ mình nói rồi đó là anh gọi tôi mà anh nhắn lại nhiều khi nó mình cũng biết những cái kho nó mà mình trách là nó khi nó cũng điện thoại này điện thoại kia mấy bạn, nó cũng nhiều khi nó cũng hút á. Cho nên là cái nhắn cái tin tốt nhất cho nhắn cho mình đó là nhắn cái tin nhắn thì nó hiện ra hiện hình liền, khi mà mình đi lên từ dưới xuống nghĩ lên một cái tiếng đồng hồ sau thôi mình làm gì mà mình không có trả lời điện thoại được đó, thì mình chỉ coi những tin nhắn đó thôi. Mình nói với khách đó là cái tránh đó là mình đi làm trường ở nhà, tại vì mình đã tới tuổi hưu trí rồi mình đi lê lại đó, mình chỉ muốn là mỗi năm đó mình đi làm cái tiền cái income của mình đó là nó được 16.000 hơn 16.000 để mà mình để dành cái tiền đó mình bỏ thêm vô trong cái đó là mình extend cái tiền thuế mình delay lại thôi, chứ mình đâu có trốn thuế đâu. Trời ơi, mình đi làm mình phải qua làm bổn phận công dân gì chứ, bây giờ đường xá ai sửa rồi cảnh sát ai trả tiền rồi cầu đường rồi này kia rồi những cái rất là nhiều thứ mà chính phủ cũng phải nhức đầu nhức cổ mà bạn ơi, chứ mình cứ nghĩ chứ bây giờ đó là nhiều người mình nhìn mình thấy nói, trời ơi lúc trước cũng biết chứ lúc trước một ngày cái sốc của bao hả, nó lời luôn là 600.000 của ông Sơn, nó lời 600.000 rồi cái mà cái cuối cùng nó lời bao nhiêu đó, nó là bây giờ đó bà nội cháu của bà nội cháu nội của bà nội nha hết 50 triệu vú rồi, thì mình cũng mừng muốn chết luôn. Mình nói thiệt mình rất là mừng đó, bây giờ cháu mà nó biết suy nghĩ là này kia chứ, mà mình không có dám chỉ ai mua bán sốc đó, mấy đứa cháu mình cũng có chỉ tự động đó, nó nghe đâu nó mua ấy. Nhưng mà rồi nếu mà nó giữ Apple là bây giờ là nó lời nhiều rồi đó, nó mua hết nó ộp hết nguyên một cái xô mà cái ara của nó bỏ ra nó mua Apple, cái từ 112 đồng tuột xuống 172 đồng, nó ghét nó bán hết rồi, nó la ông trùm hết rồi, nó nói là tại của ông mà nó mất tiền. Ủa mà sao con biết con mua Apple, mà lý do thì sáng nay Trâm Linh cũng hỏi mình lý do tại sao mình mua Apple, mình nói là cái lúc đó đó là nó mua đương xài cái chip của thằng Nvidia đó, rồi cái nó mua qua nó bỏ Nvidia đó, lúc đó Nvidia nó xuống nó bỏ tức là nó mua ít lại thôi, nó hết cái contract đó thì nó đi mua của thằng Broadcom, thằng Apple, mà trong khi vốn tất cả cái vốn của người ta chỉ có 393 tỷ thôi mà nó bỏ vô 495 tỷ, nó rót cái vốn cho thằng này, tức là cái gì, nó đầu tư vô tụi này là nó biết tụi này nó có cái tiềm năng rồi đó, là sau đó đó là nó bắt đầu nó order những cái chip của nó rồi, mà Broadcom mới làm cho nó là cái ủng Broadcom nó mua, mình mua hồi 27-50 cent từ 30 năm trước hồi nó mới ra IPO mấy bạn, mình mua số lượng lớn lắm. Cái bắt đầu thằng Broadcom nó lên nó là 280 mấy bạn, nó lên 280 nó làm cái giờ một ngày, ngày nó đi 30-40 đô la vậy đó, ngày 30-40 đô la đó là nó đi rất là ngọt, trong khi thằng Apple nó cứ y xèo cho tới khi nó tuyên bố là tôi sẽ split ra là 1/4 rồi này nọ, 1/7, 1/4, 1/2 rồi kia,
là bắt đầu nó lên, nhưng mà nó lên cái gì cũng vậy, nó lên nhiều quá rồi nó cũng phải ngừng, ngừng được cái khi nó xuống ấy vậy. Nhưng mà thằng Apple nó lên không nhiều, và nó xuống cũng không nhiều. Nó giống như nó là cái mái lá để nó che nắng cho mình, trời nắng trời mưa vậy đó, đục mát vậy thôi. Mà cho dù nó có xuống 1 đồng, 2 đồng, xuống 5 đồng đi nữa đó, là ví dụ như bạn đã lời tới 1000% rồi, nó có xuống gì mấy đi nữa, trời ơi, mình nó vẫn, cái gì tôi vẫn như, lòng tôi nó vẫn vững như tiền mấy ưng kia, mà mình nó thay vì ta 2 chân thì mình 3 chân, giống như mình chống gậy đi, gì vậy, có cây nữa mình thọt. Em thấy yếu yếu, thấy mệt mệt, chúng tôi thọt với đó, tôi đứng cho nó vững. Đó, thì cái mục đích của cái thằng sóc đó, tiếng đồn, tiếng này, tiếng nọ chi, là để cho thằng kia đó là nó cạnh tranh nhau như vậy. Thì cho tới bây giờ vậy đâu, Microsoft cái software nó là nó đã từ lâu đời rồi, nó cái system của nó hồi xưa đó là nó tốt hơn cái thằng Apple Macintosh. Nhưng mà những người nào họ đi về graphic design á, là về vẽ rồi này nọ, về báo chí rồi này nọ, thì tụi nó xài cái Macintosh. Mấy bạn mình thì mình computer thì mình không có xài Macintosh, mình cứ xài iPad cho tôi mới sau này thôi mình mua không. Đồng về graphic rồi mình chơi video, chơi game rồi này kia vậy đó, thì mình ấy nó không có đáng bao nhiêu. Ví dụ như cái iPad mình xài nó có lúc trước là mình mua là chị Sáu mình cho đó, thì anh lên xài nó hư cái mặt kính rồi, thay cái mặt kính rồi nó bể nữa rồi, ghét quá rồi mình mua luôn 2-3 cái mới gì đó. Thì có nhiều, nó có 100 mấy, 150, 160 đồng cái thôi mấy bạn, mà xài cả 5-10 năm vậy đó. Chứ mình chỉ cần có coi YouTube vậy là được rồi, cái màn hình to to chút chứ bây giờ là mình cũng có thể wifi, mình mua cái cục gì đó nó đổi ra để xài trong cái tivi to của mình cũng được. Hoặc là cái đó, tivi nó nhỏ hơn cái loại mà 32 inch, 50 inch vậy đó, là mình ngồi mình chơi đó coi cũng được rồi. Cái nó to to chút vậy mà to to vậy thì nó sát quá, cái phòng vậy là cũng khó cho anh lên ngủ đó. Mình thì mình có ngủ, hiện giờ thì mình khó ngủ, ảnh thường thường mình khó ngủ thì mình xem cái YouTube của mấy em mình trả lời xong á là khuya rồi, cũng 1-2 giờ sáng thì mình mới ngủ, 2-3 giờ sáng là 5 giờ mình thức dậy, mình ngủ có 3 tiếng đồng hồ một đêm mà. Đó là cái lúc nào mà thấy mình mệt, mình thấy mình rồi mình ngủ trưa 1-2 tiếng vậy đó. Mà bữa nào mệt quá ngủ luôn 5-6 tiếng cũng không ai nói gì, cũng ai rầy lấy, nó cũng rầy, thấy mình ngủ được rồi cái em đi ra, anh hay đi vào phòng mình để xem coi con mình đi tới đâu tới đâu, cái trời có đi đâu ra khỏi cái giường đâu, đi ăn cũng ăn luôn trên giường luôn. Rồi anh ra anh dọn dẹp rồi khi mình đem ra, khi ảnh đem ra đó. Nhưng mà những cái lúc mà mình khỏe đó là mình làm, là mình bò cái đầu gối mình lết ra đi, mình đi tới 9 giờ tối mình cũng làm, là mình cũng làm, mình đi hút cái gì đó, cái mấy cái mên trong trước nhà đó mình làm được, mình đổ thành từng đống rồi đóng rồi, có bắt đầu từ trên đứng xuống mình leo và đứng mình tuột xuống á, tuột xuống dưới đất thấp hơn, cái lấy cái cây cào cỏ mình cào cái đó thuộc cái ao xuống dưới này đó, rồi mình trồng đó là mình lắp lợi luôn, cái mình đứng trên này mình cũng tưới cho trên cái mên sân này nọ cho nó không có chạy, không có tuột, không có sạc đất, không có sạc cát con này nọ đó, thấy nó cũng lên tốt mấy bạn. Rồi chừng nào có rảnh đi mua phân về mình rải cho thêm cho nó lúc phân bò, lúc mà mùa thu á đó, để cho cây mình nó tốt. Thì sang năm là hứa hẹn cái vườn táo tàu cũng đẹp, mà thanh long nó cũng đẹp, cũng ngon lành. Nếu mà anh làm cho mình á thì mình đi mình trồng lại, giờ bắt đầu mình ươm lại, mình ươm nhánh lại thôi. Nhưng mà mình sẽ trồng cái màu tím với màu vàng với lại cái dừa, cái mấy loại đây theo thôi, mình cái giống ra thêm gì đó là mình trồng thử coi ăn ngon làm sao rồi này nọ vậy thôi, chứ có mình đem biếu cho khách của mình á, chứ mình không có intent, mình không có dự định là để buôn bán làm cái gì. Ba cái đó đồ đó giặt giảnh cái mà cái sóc mình mới nói nha, từ cái không có gì hết. Bởi vì mà mình chọc mình ghẹo, mình nói chị Lan, em để cho thân tàn ba dạy, tại ai cũng quảng cáo là nuôi em hết 10 năm mà em nói trời, em đâu có ngục tới mức độ mà em học đại học không nổi mà phải 10 năm dắt cái chiếu đi rồi nó thành nó, nhưng mà đại tướng rồi, thống tướng rồi, tôi trung tướng rồi, mới tới thống tướng rồi mới tới đại tướng, không em đâu có ngu dữ à. Thành ra đó vậy chơi, nói đâu khoe cho đã đi, nuôi tôi thì tôi để cho tôi thân tàn ba dạy gì á là chết mấy ông mấy bà luôn đó, cho khoe đi. Ấy vẫn chơi chứ mình không có thì giờ, bạn bận rộn lắm, mà nhất là bị cái vụ Covid á mà mình không có chích ngừa đó. Đó thì đi vô đó là nó không tiếp mình đó, cho nên rồi giờ thì mình bận quá rồi mình không có thì giờ mình đi. Chứ bảo hiểm sức khỏe vừa răng vừa mắt luôn toàn bộ, nó chỉ có life insurance là mình không có thôi, tại vì mình không có thích. Cái gì ví dụ giờ bọn mua life insurance và để cái người nào đó là sẽ đứng lên take care cho mình. Ví dụ như giờ trái tim mình nó ngừng đập đi,
thì là nếu mà anh Lê nói chứ bây giờ tao muốn mà để cái máy để cho cái trợ tim, để cho dựng cái cho má ơi, cho vợ tao tỉnh dậy rồi này nọ, tao không có muốn vợ tao chết vậy đó, tức là nó cần cái sốc, lấy chút sốc đó đó. Nhưng mà ví dụ như cái người kia đó không phải là vợ chồng này nọ đó, con cái nó nói trời ơi bà mà nằm chỗ là tôi chịu đích bà, tôi chịu không có nổi, thôi là thà là bà đi đi, bà đi là đi luôn tới một thì tôi cứ đỡ cực, còn bà muốn để tiền lại cho tôi thì tôi hưởng, tôi sẵn sàng rồi, bà cứ viết tên tôi vào đó, kiểu nó nói vậy đó. Cho nên đó là cái lý do tại sao mà mình thực chất là mình cũng có thể nhận con nuôi giống như mấy người bạn mình nói này nè. Nhưng mà con cháu mình là thiếu gì mấy bạn, nhưng mà đều mình cũng biết thân biết phận mình lắm. Cho mình thấy cái cảnh của mẹ mình đó, là mình lo cho mẹ mình vậy đó. Mà giờ đó đi tìm lỏ mắt ra đó là chính đứa con á, chưa chắc gì đã có một cái người nào, không phải là mình tự phụ, chưa chắc có là gì đã có một người nào mà đó có can đảm mà bỏ chồng á, bỏ nhà luôn là đi luôn, đi theo mẹ luôn, là cứ nhất định vậy. Thì cuộc đời này đó, mình nghĩ là mình đã nợ mẹ mình một cái cuộc sống vậy đó, mà mẹ mình sống rất là cực. Mấy bạn lo cho con là vợ chồng con là ăn trước mẹ mình, chưa bao giờ là ăn trước con nữa, cái gì mà dư lại đó mẹ mình mới ăn. Chưa mơ cuộc đời đó đi đó, chỉ được đi Đà Lạt có một lần thôi mấy bạn, rồi đi cấp đi Vũng Tàu đó một hai lần gì đó, là đi cũng cái trại hè thôi, cái đồ free đó thì bà già mới có. Cho nên những cái đó đó, những cái đức tính tốt của mẹ mình đó là mình lượm được đó, mình lượm được cái, mình học được từ cái đồng xu mà nhân đức mà mẹ mình lượm đó, để mà nuôi con dạy con đó. Mình chỉ nhìn được bằng cái hình ảnh đó mấy bạn. Mẹ mình sanh mình ra lúc mẹ mình 42 tuổi rồi, cho nên đó mình lúc nào mình cũng có cái mặc cảm. Mặc cảm là như thế này, trời ơi, những người lớn hơn mình đó là những cái hưởng trước cái tình thương bao la của cha mẹ, mấy người đó hưởng trước rồi, mình là cái đứa mà út hét hết á. Cho nên đó là mình chỉ sướng hơn chó trong nhà mình chút thôi, với lại mấy người là mấy người phụ việc nhà vậy đó, mà mình cũng ăn phận mình rất là lấy làm vui đó. Mà cái lúc nào cái gì cũng nghĩ cho mẹ, đồng tiền mình làm ra là của mẹ, chứ còn mình chưa bao giờ mình nghĩ tới cái đồng tiền của mẹ nó sau này đó, mẹ có cái dòng này đó mẹ muốn để lại cho con. Thì mình là con út mà đó, con út mà mặc dù con út gái nhưng mà tôi rất là xứng đáng đó nha, tôi rất là tự hào vì những cái gì đó mình có thể làm được cho gia đình là mình đều làm hết, những cái gì làm được cho mẹ mình đều làm hết. Và mình đó, khi mà mẹ nằm xuống đó, mình cũng rất biết bao nhiêu nước mắt mấy bạn. Cho nên đối với mình cái tình cái nghĩa là với cha mẹ nó, với con cái đó là nó phải là đặt cao hơn hết, chứ còn nó không phải là mình phân biệt mình nó cái tình vợ chồng này nó không có bằng, thì nó khác, hai cái tình cảm nó khác nhau mấy bạn. Mà anh Lê thì anh rất là có hiếu với mẹ mình đó, anh nói anh thương mẹ mình đó, là anh rất là tò mò nha, là anh đi làm buổi tối ban đêm vậy đó, là anh cái lấy điện thoại anh tắt thật cho mình, anh coi là sao cái tình trạng của mẹ mình như thế nào, hỏi mẹ những cái câu gì để mà coi mẹ mình có áp lực mà có tỉnh hay không đó. Là cứ liên tục, mình cứ liên tục liên nói suốt đêm như vậy đó, là khi mà mẹ ngủ thì mình mới ngủ, mình mới nói đó, mới cứ nhắm mắt đi, khi mà má ngủ má mở mắt ra đó, má sẽ thấy con không có bỏ má đi đâu hết đó. Thành ra bà già rất là yên tâm, mình thọt cái bàn tay mình, nắm cái bàn tay già mình, cái bàn tay của mình, bàn tay của bà già đó, để mà giống như cái chuyện cái hơi ấm á, thì mẹ mình nói là không có phải sợ gì hết. Già cũng sợ ma thấy mồ chứ mình cũng sợ ma lắm, nhưng mà bây giờ mình nói tỉnh lắm, mình nói là ngon lắm, mình cứ trấn an bà già cho mình, thời ma thấy tội mình ma nhát mình hoài chứ bà không nhát sao. Mà nằm chung á, ở trong cái phòng ICU với bạn, xung quanh nó là 3-4 cái xác đó, mà mình cũng tỉnh khô à. Nhưng mà cháu của ảnh đi thăm, mà cháu mình đó là cháu Đức Tôn con vợ nó thì vô đi thăm, nó chừng mà nó bát giác ra bên cạnh mẹ mình là toàn mấy cái xác không, rồi nó chạy nó phóng một cái chết rồi chạy tuốt ra ngoài này luôn. Rồi thím ơi thím, một chung quanh bà là mấy cái xác không, mà bọn mấy người đó chết hết rồi. Nó chỉ có mình bà là còn sống thôi, chứ còn bốn người chung quanh họ ngủ cua đẻo hết rồi. Nhưng mà đó thì mình đâu có làm gì đâu, mình chọc ghẹo, chứ dù mình đâu có chọc ghẹo gì mấy người đó đâu. Lúc mà chẳng qua chứ dụ như họ cho mình thấy đó, tức là những cái lúc mà họ còn xin tiền đó, thì họ mình không có duyên mình gặp họ, đúng là mình không phải không có duyên, mình có duyên gặp rồi. Cái cô là cô nha sĩ cũng mổ cái ốc, và bạn cứ đeo cái earphone, cái headphone đó đeo vô cái lỗ tai đó, mà nó có cái cục búa mà nó lớn dần lên mấy bạn, nó ung thư á, thì nó mổ cho cổ. Thì cổ bên cái bệnh viện Cedar Sinai á, là cũng của tụi Do Thái đó, rất là nổi tiếng ở trên Beverly Hills đó nha. Rồi nó mới chuyển qua bên UCLA, thì mẹ mình nằm bên UCLA đó. Mà cổ đó cũng có hai chị em sinh đôi, cổ là nha sĩ implant ha,
Trong khi cái cô em cô chị gái cổ đó là chỉ là thương gia bình thường thôi, thì chở qua bên kia rồi mới đem qua bên này, đó đem qua bên UCLA là rất là mừng, tại là nó chuyên vô về neurology, mình nghĩ vậy đó, nó về cái thần kinh với lại mấy cái ốc rồi nó mổ rồi kia đó rất là giỏi đó. Thì qua bên đó nó mổ rồi bả xong rồi đó, là mổ bả đó là bả đi về cái laser nó mổ, chứ không có phải là của mẹ mình là phải là mổ cái đầu, là bắt cái đầu ra, bả cưa cái xương sọ ra để mà mổ lấy ra cái bướu nước đó các bạn, cái đó không bắn được. Còn của bà kia là cái bướu nó của bà đó là cái bướu nó là solid đó, còn của mẹ mình nó là cái bướu nó như mỡ mỡ, nước nước nó đóng vậy đó các bạn, đóng giữa cái màng ốc và cái ốc của mình đó. Thì bà cười khanh khách thì mấy bạn, bà cười khanh khách mà bà ngồi dậy bà rất là mạnh mẽ, tức là bà ấy rồi cái nó, tức là bà đó không phải những cái bướu không, mà bà bị stroke đó, bà bị cái bướu rồi bà bị stroke. Thì mẹ mình cũng bị stroke vậy, nhưng mà mẹ mình bị cái nhỏ thôi, nó rất là nhỏ đó, mảnh đó, thành ra cũng không có thấy chụp hình, không thấy, phải nhượng rồi mới thấy cái cục bướu đó, nó trong lắm mấy bạn, nó trắng mà nó trong lên anh không nhìn thấy được đó. Thì kêu bà té bà ngã xuống đó, rồi là bác sĩ thấy mà mình thấy mà hù rồi hù là mình biết là có chuyện rồi đó. Thì mình con mắt của mình cũng lanh lắm, mình cũng liếc nhất sơ đó, mình coi mình thấy đó, thì nó đuổi mình ra, nó là cái bà chị bà vô đó vậy mà cứu không có được các bạn. Khi mà bà ngồi bà bật lên bật xuống thì những cái khi bà nó mổ, cho dù mà mổ bằng cái laser đi, thì đó những cái đường chỉ mà nó may đồ này nọ, cái vết thương á là coi ở ngoài nó lành, nó lấy kìm bấm rồi nó bấm lợi, nhưng mà nó trong nó chưa có lành mấy bạn đó. Cho dù vẫn mổ như mẹ mình mổ 6 tháng, vết thương ở trong nó chưa có lành, thấy người già nó rất là chậm đó, nhưng mà con nít thì nó lành lẹ lắm nha đó. Thì bà ấy ra mà mẹ mình cứ tò mò, cứ thắc mắc đó là cái cô nhà sĩ đó sao nãy giờ má nghe nó cổ nói cổ cười khinh khách rồi cổ vỗ tay rồi cổ đập đùi rồi này kia đó, nó nãy giờ bận ngủ rồi cổ ngủ rồi má ơi đó, nói vậy cho bà già trấn an bà già, chứ mình ngu gì mình nói cái cô kia cũng ngủ cũng đẻo rồi bà già mới sợ đó không đó. Mình nói cái gì là mất cái tin mất hễ mất ngủ rồi chứ mà thức dậy là mà thấy con á đó, là mình cứ cười tấm te tấm tét vậy mà cái miệng mình cũng ra rã, mình nói cho bà già đó, kể chuyện cho bà già nghe câu chuyện mình đi làm này này nọ, rồi mình nói thì cũng có thêm được, có thêm chút đỉnh đồ này cũng chứ không phải không, cho bà già yên tâm chứ thấy mà mình cứ ở không không làm gì được tiền đâu mà sống mấy bạn. Anh Lê lãnh lòng phải hai việc full time để support cho mình á, cho nên đó là cái lý do nhiều khi anh mệt quá là anh cằn nhằn mình cũng bao giờ nói vậy hết, mình thà là mình nhéo anh chút gì thôi. Nghe nghe có thấy anh bây giờ chưa, thật anh chơi nhiều khi á, bây giờ đó ảnh mình già già rồi với bạn mình cũng nhiều khi đó mình quên, bây giờ đó mình lẫn cũng nhiều đó, nhưng mà đỡ hơn ảnh thôi. Ngày hôm qua kể chuyện cho san sẻ cho mấy bạn nghe, không lấy ông lượt nước không được cháo tàu á, thì mình nấu táo tàu thì mình bỏ trong cái nồi, nó nồi mà hai tầng đó, cái nồi nó kiểu nấu rồi anh dở ra đó ra thì cái táo mà xấu xấu này nọ nó bị ấy giống như nó nửa trái rồi này nọ, mình lấy lần gom lại nồi mình nấu ra nó đâu ra hết nước ngọt đó, thì mình nấu bằng cái nồi thường chứ không phải mình nấu nồi áp suất thì nó sẽ ra hết á đó. Anh lấy cái đó ra, cái anh đổ nguyên cái nồi đó đem ra cho gà nó ăn, vì nó bẻ bẻ ra mình thiếu gì trái táo nguyên thì nó mình cũng san sẻ cho con mình, con cái mình chút kìa đó. Đi ra đó là bây giờ anh khoái rồi, anh lượt ra nha, anh có cái phễu lượt. Nhưng mà ví dụ như có y ta đó mà đầy già đó, là bây giờ đây là phải có người dẹp, tức là ảnh không có dẹp, ảnh mới vừa để đó mà bây giờ đâu mất rồi, tức là trong lòng anh nghĩ nha, anh nghĩ xấu cho con vợ, anh là con vợ anh dẹp đó. Nhưng mà mình nói mấy bạn nghe, mình thú thiệt với mấy bạn, mình nó là chuyên gia là bài, chứ còn dẹp thì mình không có biết dọn dẹp, từ nào giờ là nhà mình cũng có dọn dẹp bao giờ, không bao giờ em biết không, cho nên nó là đâu có thể nào đổ thừa cho con vợ hiền lành như thế này được. Mà bà đía lắm, bà nói bà ức lắm, bà giận lắm, ông dần mà mình đương làm cái con gà, mình cũng phải bỏ cái con gà ngang mình đi tìm đó. Ông nói bởi vì người ta lớn giọng người ta nói vậy nè, tức quá mà cái biểu đó, cái biểu đó đó là nó bằng nhôm, ông nói vậy đó. À bây giờ ông nói nhôm thì tôi coi cái lửa cái gì mới bạc bạc đó mà đi qua, ông mới nói chứ để tìm được xong rồi cái ông bẻn lẹn, ông bẻn lẹn, ông cười bò, ông cười rùi đó. Cái ông mới nói á, anh ơi, nhiều lúc anh bà chú á, nhiều lúc anh cứ nghĩ đó, không có biết bà chú có chơi trick em không, tức là đó mình đem giấu đó rồi giờ mình lấy ra mình lập công đó nha mấy bạn. Trời ơi, cái bụng già đó, đông người của người quân tử hay nghĩ người khác như thế lắm đó. Mà mình rất cười á, cái mình chế là cái món nước táo đó nấu đó rồi bỏ tủ lạnh nữa, hai chai đầu tiên uống là một mình là uống hết rồi mấy bạn, mình chưa uống được ngớp nào, mình chưa biết nó ngon ra làm sao.
nhưng mà mình nghĩ nó chưa có ngon lắm, bởi vì nó là mình lấy từ cái trái táo xanh, mình hái luôn mấy cái trái mà sống xấu mà nó bị nứt ra vậy đó, là mình phải nấu liền. Chứ còn mình để mình phơi đó, phơi nắng đó là nó sẽ mốc mấy bạn. Nhưng mà bỏ vô trong mình xắt xắt ra sợi á, xắt lát lát á, mình đem mình nấu bằng cái mình nướng mà mình sấy bằng cái lò, cái oven nó giống như cái lò nước bánh quay vạt mình bên Việt Nam á đó, rồi nó có cái quạt gió nó thổi vậy đó đó, mà nó mình bỏ vô một ngày, cái bữa sau mình trở lại và là nó phải 2 ngày đó bạn, 48 tiếng đồng hồ nó mới khô. Mà chúng chính xác không phải 48, tức là một ngày nó là 20 tiếng là được cái điện rẻ, còn có 3-4 tiếng gì là cái điện nó mắc gấp đôi, giấc gấp đôi, từ 5 giờ tới 8 giờ hay 5 giờ tới 9 giờ vậy đó, nó thay đổi hoài là tùy mỗi mùa. Cho nên là mình cứ mà tương kế tự kế tới đúng giờ đó, mình lấy cái điện thoại mình xét làm tới đúng giờ, nó tét một cái ha, mình chạy ra mình bật nó on ha, rồi đúng 8 giờ 9 giờ đó mình bật nó on, rồi mình sấy luôn tới sáng, rồi mình đi, rồi có thể mình tắt này nọ cho chút cho nó nguội nguội vậy đó. Rồi về đó là mình lấy ra từng bát vậy đó, mình bỏ trong cái bịch. Nhưng mà hôm qua đi Costco quên mua bịch ni lông, mà một galon bịch á, để đó mình đựng mấy cái đó, một lần mình ăn bịch galon thôi chứ còn mình không có lấy nhiều đó. Rồi còn có một cái mớ táo đó là mình sẽ luộc nó cho nó chín để mình bỏ trong freezer. Rồi mình ví dụ như mình nấu gà ăn vậy thì mình lấy ra bịch mình ăn vậy đó, hoặc mình nấu chè vậy nó cũng được, chỉ có luộc thôi, chút xíu muối thôi là ấy, rồi nó thì nó không có khô trái táo. Còn nếu mà bạn để nguyên trái táo bằng frozen lại đó, bằng mở ra đó thì cái táo nó ra nước cũng ngon đó. Còn cái này đó mình luộc á thì cái nước nó đầy rồi, giống như kiểu con tôm vậy đó. Con tôm á mà luộc có mấy bạn thì con tôm nó nở ra, còn bạn không luộc á là khi con tôm mà lấy ra có 6 tháng là con tôm nó teo nhách, là nó khô rang á, nó khô đét là không có ngon đó. Cho nên là mình cũng kinh nghiệm mấy cái đó là mai mốt là mình khi mà cái mùa tôm rẻ đó nha, mình sẽ mua vậy con tôm về cái mình luộc nước muối rồi cái cho mình làm con tôm khô á, rồi mình để dành mình ăn. Chứ còn đâu phải lúc nào mình cũng có rảnh đó mình đi chợ. Còn ảnh thì ăn tôm tươi, mình thích ăn tôm khô là kiểu vậy đó. Mình nấu tôm khô mình luộc lấy cái nước ngọt xong cái mình bỏ cái máy xay, cái mình xay ra rồi mình xay tôm mình trộn chung, cái mình làm nấu bún riêu chứ trộn chung với cua rồi này kia đó đó, mình mới chế biến vậy thì mình mới tiết kiệm được nhiều tiền và mình mua được nhiều thứ lắm. Bây giờ mình mua dù như mấy cái dao, mấy cái kéo, mấy cái máy móc vậy là mình mua là mình không có hề tiết tiền đó. Bởi vì nó phục vụ cho cái cuộc sống, đời sống của mình mà, cho nó thuận tiện vậy đó. Đó, vậy thôi, bây giờ mình đi cũng gần tới nhà, tới đường 15 mình sẽ rẽ đi về, nó nối 91 và mỗi đi về nhà mình. Đó, rồi thôi mình xin ngừng ở đây và hẹn các bạn ở cái clip ở cách sau cơ, video. Đó là video. Đó chứ mà mình nói vi giáo ta cười chết, ở đây là tay ta cười chết mà không nói mình không, mình chỉ nhéo thôi chứ còn không có vi giáo à, đó nhớ nha, video đó. Rồi thôi mình xin bye bye các bạn ở đây và hẹn các bạn lúc sau.